Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức và 16 xã thị trấn của huyện Châu Đức đã đến tham quan học tập kinh nghiệm công tác cải cách hành chính tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Đây là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn công tác của huyện Châu Đức đã tham quan thực tế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Tam Phước, huyện Long Điền. Nghe lãnh đạo xã Tam Phước thông tin về kết quả cải cách hành chính, phương pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Lãnh đạo xã Tam Phước cũng giới thiệu về các mô hình cải cách hành chính được địa phương triển khai hiệu quả như mô hình ba đúng, đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đúng luật, đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Mô hình tổ tư vấn và số điện thoại tư vấn thủ tục hành chính, mô hình kết hợp thực hiện đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình, mô hình hẹn giờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, mô hình giảm thời gian chờ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giảm thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ tính trên đơn vị phút. Từ chuyến tham quan này, các xã thị trấn huyện Châu Đức sẽ đúc rút kinh nghiệm để áp dụng phù hợp với thực tiễn địa phương.